Bấy giờ, Phật khen trời đế thích, hay thay như ông đã nói. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, trang trí bằng các vật báu, dùng vô lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan lọng máu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu. Cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, y kinh mà nói như lý tư duy, hoặc có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, biếu tặng cho người khác thọ trì, truyền bá rộng rãi, thì hai loại phước này, loại sau nhiều hơn. Vì sao? Vì do biếu tặng người khác có thể khiến vô lượng vô biên các hữu tình được pháp hỷ. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân có khả năng y như Bát Nhã Ba La Mật Đa mà nói nghĩa thú, vì hữu tình phân biệt giảng nói rộng rãi, khiến được chánh giải, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy phước đức đạt được lại hơn công đức biếu tặng kinh này cho người khác nhiều gấp trăm ngàn lần. Này Kiều Thi Ca, kính pháp sư này nên như kính Phật, cũng như phụng sự vị phạm hạnh cao quý. Vì sao? Kiều Thi Ca nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là ứng chánh đẳng giác, nên biết Như Lai ứng chánh đẳng giác, tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng khác Như Lai ứng chánh đẳng giác, nên biết Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng khác Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại đều y nơi Bát Nhã Ba La Mật Đa tinh cần tu học mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này Kiều Thi Ca, nên biết vị phạm hạnh cao quý ấy, tức là Đại Bồ Tát trụ ở bậc bất thối chuyển, Đại Bồ Tát ấy cũng y nơi Bát Nhã Ba La Mật Đa tinh cần tu học mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này Kiều Thi Ca, Bồ Đặc Già Đa của chủng tánh Thanh Văn cũng y nơi Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, tinh cần tu học mà chứng đắc quả dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Bồ Đặc Già La của chủng tánh độc giác cũng y nơi Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, tinh cần tu học, lần lượt chứng đắc quả vị độc giác. Bồ Đặc Già La của chủng tánh Bồ Tát cũng y nơi Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, tinh cần tu học vượt các bậc thanh văn và độc giác, chứng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, lại dần dần tu hành chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy nên, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, muốn dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Như Lai ứng chánh đẳng giác trong hiện tại, thì nên sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, rồi mới dùng vô lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Này Kiều Thi Ca, ta quán nghĩa này, khi mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, khởi lên ý nghĩ, ta nương vào đâu mà trụ, ai có thể nhận sự cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen của ta, khi nghĩ như thế, ta hoàn toàn chẳng thấy có tất cả hoặc trời hoặc ma hoặc phạm, hoặc sa môn hoặc bà la môn, nhân phi nhân vân vân trong thế gian bằng ta, huống là có kẻ hơn ta. Lại tự nghĩ ta y nơi pháp này mà đã chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, pháp này vi diệu thậm thâm tịch tịnh, ta nên trở lại y vào pháp này mà trụ, cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Pháp này là gì? Đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Kiều Thi Ca, ta đã thành Phật, còn tuân theo Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, y đó mà trụ, cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Huống là thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, muốn cầu quả vị giác ngộ cao tột mà chẳng đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm quy y, tinh cần tu học, dùng vô lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, muốn cầu thanh văn thừa hoặc độc giác thừa, thì nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, trí tâm quy y, tinh cần tu học,
dùng vô lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, tuyệt diệu. Y phục anh lạp, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen. Vì sao? Kiểu thi ca, vì bát nhã ba la mật đa như thế, có khả năng sanh ra chúng đại Bồ Tát. Từ chúng đại Bồ Tát này sanh ra chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, và nương vào chư Như Lai ứng chánh đẳng giác mà thanh văn độc giác được sanh. Vì vậy nên kiểu thi ca, nếu muốn cầu đại thừa, cầu độc giác thừa, cầu thanh văn thừa, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân đều nên đối với bát nhã ba la mật đa thập thâm này trí tâm quy y, tinh cần tu học, dùng vô lượng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, tuyệt diệu. Y phục anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen. Vì sao? Vì người cầu thanh văn đối với bát nhã ba la mật đa này tinh cần tu học thì cuối cùng chứng đắc quả A-la-hán. Người cầu độc giác đối với bát nhã ba la mật đa này tinh cần tu học thì cuối cùng chứng đắc quả vị độc giác. Người cầu đại thừa đối với bát nhã ba la mật đa này tinh cần tu học thì cuối cùng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lúc bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân dạy các loại hữu tình trong châu thiệm bộ, khiến đều tu học 10 thiện nghiệp đạo, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân sao chép bát nhã ba la mật đa thậm thâm như thế, biếu tặng kẻ khác đọc tụng, rồi truyền nhau sao chép truyền bá rộng rãi, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy phước đức có được hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiểu thi ca, vì bát nhã ba la mật đa như thế, trong tạng bí mật rộng nói tất cả pháp vô lậu, bổ đặc già la của chủng tánh thanh văn tu học pháp này, mau nhập chánh tánh ly sanh của thanh văn, đắc quả dự lưu, đắc quả nhất lai, đắc quả bất hoàn, đắc quả a la hán. Bổ đặc già la của chủng tánh độc giác tu học pháp này, mau nhập chánh tánh ly sanh của độc giác, lần lượt chứng đắc quả vị độc giác. Bổ đặc già la của chủng tánh Bồ Tát tu học pháp này, mau nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, lần lượt tu hành các hạnh Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này Kiều Thi Ca, bát nhã ba la mật đa như thế, trong tạng bí mật rộng nói tất cả pháp vô lậu, đó là bố thí ba la mật đa, tịnh giới ba la mật đa, an nhẫn ba la mật đa, tinh tấn ba la mật đa, tịnh lự ba la mật đa, bát nhã ba la mật đa, pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, trí thánh đế khổ, trí thánh đế tập, trí thánh đế diệt, trí thánh đế đạo, bốn tịnh lự vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, năm lại mắt, sáu phép thần thông, mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa và vô lượng vô biên Phật pháp khác đều là tất cả pháp vô lậu đã được nói trong đó. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân dạy một hữu tình trụ quả dự lưu thì phước đức có được vượt hơn sự giáo hóa các loại hữu tình trong cả châu thiệm bộ, khiến đều tu học 10 thiện nghiệp đạo. Vì sao? Kiểu thi ca, vì các hữu tình tu hành 10 thiện nghiệp đạo chẳng thoát khỏi địa ngục bàng sanh quỷ thú. Nếu các hữu tình trụ quả dự lưu thì vĩnh viễn được thoát 3 đường ác, huống là giáo hóa khiến trụ quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, thì phước đức có được chẳng hơn kia sao?
Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong châu thiệm bộ, đều trụ quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán, thì phước đức có được chẳng bằng có người giáo hóa một hữu tình, khiến họ an trụ quả vị độc giác. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì công đức của quả vị độc giác hơn dự lưu vân vân gấp trăm ngàn lần. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong châu thiệm bộ, khiến đều an trụ quả vị độc giác, thì phước đức có được chẳng bằng người giáo hóa một hữu tình, khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì nếu giáo hóa hữu tình khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, thì khiến cho Phật nhãn trong thế gian chẳng dứt. Vì sao? Vì do có Đại Bồ Tát nên mới có quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán và quả vị độc giác. Vì do có Đại Bồ Tát nên mới có Như Lai ứng chánh đẳng giác chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì do có Đại Bồ Tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì vậy cho nên, này Kiều Thi Ca, tất cả thế gian hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm, hoặc sa môn, hoặc bà la môn, và a tố là nhân, phi nhân, vân vân, nên dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen Đại Bồ Tát. Này Kiều Thi Ca, do đó nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, biếu tặng người khác đọc tụng, hoặc truyền nhau sao chép truyền bá rộng rãi, thì phước đức có được hơn phước đức trước vô lượng vô biên. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, trong tạng bí mật, rộng nói tất cả pháp thiện thủ thắng của thế gian và xuất thế gian. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát Đế Lợi, dòng dõi lớn Bà La Môn, dòng dõi lớn Trường Già, dòng dõi lớn Cư Sĩ. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chúng trời Tứ Đại Vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đồ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Phạm Hộ, trời Đại Phạm. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quang, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Cực Quang Tịnh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Tịnh, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quả. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện Kiến, trời Sắc Cứu Cánh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời Không Vô Biên Xứ, trời Thức Vô Biên Xứ, trời Vô Sở Hữu Xứ, trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Bố Thí Ba La Mật Đa, Tịnh Giới Ba La Mật Đa, An Nhẫn Ba La Mật Đa, Tinh Tấn Ba La Mật Đa, Tịnh Lự Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thì thiết khá được. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Thánh Đế Khổ, Thánh Đế Tập, Thánh Đế Diệt, Thánh Đế Đạo,
Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của mười đức Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không quên mất, tánh luôn luôn giả. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, và dự lưu hướng dự lưu quả, Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của độc giác và quả vị độc giác. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả Đại Bồ Tát và các hạnh Đại Bồ Tát. Vì do Pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Lại nữa, Kiều Thi Ca, kể cả các loại hữu tình trong châu thiện bộ, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong châu thiện bộ, châu đông thắng thân, khiến đều tu học mười thiện nghiệp đạo, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, vì do nhân duyên này mà được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, biếu tặng người khác đọc tụng hoặc truyền nhau sao chép truyền bá rộng rãi, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy có được phước đức nhiều hơn trước. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả pháp vô lậu đã rộng nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, Bồ Đặc Già La của chủng tánh Thanh Văn, tu học pháp này mau nhập chánh tánh ly sanh của Thanh Văn, đắc quả dự lưu, đắc quả Nhất Lai, đắc quả Bất Hoàn, đắc quả A La Hán. Bồ Đặc Già La của chủng tánh độc giác, tu học pháp này mau nhập chánh tánh ly sanh của độc giác, lần lượt chứng đắc quả vị độc giác. Bồ Đặc Già La của chủng tánh Bồ Tát tu học pháp này mau nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, lần lượt tu hành các hạnh Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này Kiều Thi Ca, tất cả pháp vô lậu đã rộng nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đó là bố thí Ba La Mật Đa, tịnh giới Ba La Mật Đa, an nhẫn Ba La Mật Đa, tinh tấn Ba La Mật Đa, tịnh lự Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa, pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, bốn tịnh lự, vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, pháp môn giải thoát không,
pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa và vô lượng vô biên Phật pháp khác đều là tất cả pháp vô lậu đã nói trong đó. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa một hữu tình trụ quả dự lưu, thì phước đức có được còn hơn giáo hóa các loại hữu tình trong châu Nam Thiệm Bộ, châu Đông Thắng Thân, khiến đều tu học mười thiện nghiệp đạo. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì các hữu tình tu mười thiện nghiệp đạo chẳng thoát khỏi địa ngục bằng sanh quỷ thú. Vì nếu các hữu tình trụ quả dự lưu thì được vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác, huống là giáo hóa khiến trụ quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, thì phước đức có được chẳng hơn kia sao? Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm Bộ, châu Đông Thắng Thân, khiến đều trụ quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán, thì phước đức có được chẳng bằng có người giáo hóa một hữu tình khiến an trụ quả vị độc giác. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì công đức của quả vị độc giác hơn dự lưu vân vân gấp trăm ngàn lần. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa các hữu tình trong châu Thiệm Bộ, châu Đông Thắng Thân, khiến đều an trụ quả vị độc giác, thì phước đức có được chẳng bằng có người giáo hóa một hữu tình khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì nếu giáo hóa hữu tình hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, thì khiến Phật nhãn trong thế gian chẳng dứt. Vì sao? Vì do có Đại Bồ Tát mới có quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán và quả vị độc giác. Vì do có Đại Bồ Tát mới có Như Lai ứng chánh đẳng giác chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì do có Đại Bồ Tát mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì vậy cho nên, Kiều Thi Ca, tất cả thế gian hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm, hoặc sa môn, hoặc bà la môn và a tố la, nhân phi nhân, vân vân, nên dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bổ, vân vân tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Đại Bồ Tát. Này Kiều Thi Ca, do đó nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như thế, biếu tặng người khác đọc tụng hoặc truyền nhau sao chép truyền bá rộng rãi, thì phước đức có được hơn phước đức nói trước vô lượng vô biên. Vì sao? Vì tất cả thiện pháp thủ thắng thế gian xuất thế gian đã rộng nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát Đế Lợi, dòng dõi lớn Bà La Môn, dòng dõi lớn Trường Giả, dòng dõi lớn Cư Sĩ. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chúng trời tứ đại vương, chúng trời 33, trời dạ ma, trời đồ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hộ, trời đại phạm. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biển tịnh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời không vô biên xứ,
trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ, trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bố thí ba la mật đa, tịnh giới ba la mật đa, an nhẫn ba la mật đa, tinh tấn ba la mật đa, tịnh lực ba la mật đa, bát nhã ba la mật đa. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán, và dự lưu hướng dự lưu quả, nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của độc giác và quả vị độc giác. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả đại bồ tát và các hạnh đại bồ tát. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả như lai ứng chánh đẳng giác và quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Lại nữa, kiểu thi ca, kể cả các loại hữu tình trong châu thiện bộ, châu đông thắng thân, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong châu thiện bộ, châu đông thắng thân, châu tây nghiêu hóa, khiến đều tu học mười thiện nghiệp đạo, thì ông nghĩ sao, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này có được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, sao chép bát nhã ba la mật đa thậm thâm như thế, biếu tặng người khác đọc tụng, hoặc truyền nhau sao chép, truyền bá rộng rãi, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, có được phước đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả pháp vô lậu rộng nói trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa như thế, Bồ Đạc Già La của chủng tánh Thanh Văn tu học pháp này, mau nhập chánh tánh ly sanh của Thanh Văn, đắc quả dự lưu, đắc quả nhất lai, đắc quả bất hoàn, đắc quả a la hán. Bồ Đạc Già La của chủng tánh Độc Giác tu học pháp này, mau nhập chánh tánh ly sanh của Độc Giác, lần lượt chứng đắc quả vị Độc Giác.
Bổ đặc già la của chủng tánh Bồ Tát tu học pháp này, mau nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, lần lượt tu hành các hạnh Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này Kiều Thi Ca, tất cả pháp vô lậu rộng nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đó là bố thí Ba La Mật Đa, tịnh giới Ba La Mật Đa, an nhẫn Ba La Mật Đa, tinh tấn Ba La Mật Đa, tịnh lự Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa, pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, bốn tịnh lự vô lậu, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa, và vô lượng vô biên Phật pháp khác, tất cả đều là pháp vô lậu đã nói trong đó. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa một hữu tình trụ quả dự lưu, thì phước đức có được còn hơn giáo hóa các loại hữu tình châu thiệm bộ, châu đông thắng thân, châu tây nghi hóa, khiến đều tu học 10 thiện nghiệp đạo. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì các hữu tình tu hành 10 thiện nghiệp đạo chẳng thoát khỏi địa ngục bàng sanh quỷ thú, nếu các hữu tình trụ quả dự lưu thì liền được vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác, huống là giáo hóa khiến trụ quả nhất lai bất hoàn a la hán thì phước đức có được chẳng hơn kia sao? Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong châu thiệm bộ, châu đông thắng thân, châu tây nghi hóa, đều trụ quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán thì phước đức có được chẳng bằng có người giáo hóa một hữu tình khiến an trụ quả vị độc giác. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì công đức của quả vị độc giác hơn dự lưu vân vân gấp trăm ngàn lần. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong châu thiệm bộ, châu đông thắng thân, châu tây nghi hóa, khiến đều an trụ quả vị độc giác thì phước đức có được chẳng bằng có người giáo hóa một hữu tình khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì nếu giáo hóa hữu tình khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột thì khiến cho Phật nhãn trong thế gian chẳng dứt. Vì sao? Vì do có Đại Bồ Tát mới có quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán và quả vị độc giác. Vì do có Đại Bồ Tát nên mới có Như Lai ứng chánh đẳng giác, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì do có Đại Bồ Tát nên mới có Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì vậy cho nên, này Kiều Thi Ca, tất cả thế gian, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm, hoặc sa môn, hoặc bà la môn, và a tố lạc, nhân, phi nhân, vân vân, nên dùng vô lượng tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng bóng, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen Đại Bồ Tát. Này Kiều Thi Ca, do đó nên biết nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, biếu tặng người khác đọc tụng hoặc truyền nhau sao chép truyền bá rộng rãi thì phước đức có được nhiều hơn phước đức nói trước vô lượng vô biên. Vì sao? Vì tất cả thiện pháp thủ thắng thế gian xuất thế gian đã rộng nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, do vị pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này nên thế gian mới có được sự hiện hữu của dòng dõi lớn Sát Đế Lợi, dòng dõi lớn Bà La Môn, dòng dõi lớn Trường Già, dòng dõi lớn Cư Sĩ. Do vị pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chú trời Tứ Đại Vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đồ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này,
nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hộ, trời đại phạm. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quảng. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc hữu cánh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trời không vô biên xứ, trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ, trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của Bố Thí Ba La Mật Đa, Tịnh Giới Ba La Mật Đa, An Nhẫn Ba La Mật Đa, Tinh Tấn Ba La Mật Đa, Tịnh Lự Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tiêu nghỉ. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, và dự lưu hướng dự lưu quả, Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của độc giác và quả vị độc giác. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả đại Bồ Tát và các hạnh đại Bồ Tát. Vì do pháp đã nói trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên thế gian mới có được sự hiện hữu của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và quả vị giác hộ cao tột của chư Phật. Hết quyển thứ 130.